đang như là mừng trong lòng lắm. Người ban đêm ngủ cứ thấy cười cười bà thấy, thấy như là mình mừng á. Được cái quán gì nữa không chị? Cảm ơn cô chú. Ủa ngọt ngay luôn á. Ngọt ngay đó chị Diễm. Dạ. Lấy em 2 kg thôi. Xin được chào tất cả các chú chị, tất cả quý vị và tất cả quý khán giả của Mạnh Thường Vương đang xem kênh Hoàng Xanh. Thì hôm nay thì Xanh với anh Thợ tới nhà của chị Diện là để kiểm tra coi anh Thợ có làm quán của chị Diện xong chưa. Hôm trước thì có cô Hương ở bên New York với lại có một chị Mạnh Thường Vương cũng hỗ trợ để cho chị Diện có thể mà nối thêm cái quán ra ngoài lộ để buôn bán được nhiều hơn á của chú anh chị. Vậy thì bây giờ thì mời của chú anh chị với khán giả sẽ cùng với Xanh hỏi thăm anh Thợ coi anh có làm quán xong chưa. Anh ơi, thì trước mắt của em thấy cái quán mình nó khang trang rồi đó, nhưng mà dạ, tổng thể là anh đã làm xong hết chưa? Xong hết rồi bọn Xanh. Rồi vậy thì bây giờ hai anh em mình sẽ bước vô nhà của chị Diện để gặp chị Diện luôn rồi coi quán xong chưa hen. Dạ. Đại khái là em thấy cái quán chị Diện cũng khang trang, bây giờ mình vô. Rồi em chào chị Diện nè. Khỏe không? Rồi chào chị Hoàng, bữa nay có chị Hoàng đây nữa hả? Lâu quá không gặp chị Hoàng nè, khỏe không? Khỏe. Rồi, wow, bữa nào bán hoành tráng dữ ta. Chị Diện ơi, thì em chào chị. Hôm nay thì em tới đây để mà em khảo sát cái quán anh Thợ làm cho chị á, chị có thấy vui không? Dạ vui lắm. Mấy hôm nay cái quán ảnh làm xong được mấy bữa rồi? Dạ được 3 bữa. 3 bữa hả? Dạ. Rồi chị buôn bán từ mấy ngày rồi dời ra đây? Dạ cũng từ ngày anh Thợ làm xong là buôn bán luôn rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi từ khi mà ảnh làm xong như vậy rồi mình dời ra đây buôn bán được không? Dạ được. Được hả? Dạ. Anh Thợ ơi, cho em hỏi là cái tủ này là em kêu anh mua giùm á hả? Dạ. Tủ đẹp quá hen. Nhưng mà cho em hỏi là tại sao mà cái này nó không có cái cửa kéo ở đằng sau vậy? Tại vì không có để cửa được, để cửa nó cũng bất tiện, tại vì cửa mình lùa có phân nửa. Vậy hả? Dạ. Vậy là người ta làm ra mặc định cái gì luôn. Dạ, mặc định không có cửa. Chị Diện ơi, cái này thì có tiện không chị? Dạ cũng tiện. Nhưng mà em thấy cái tủ cũng đẹp, tại vì cô Hương nói là mình phải có cái tủ sạch sẽ gì á chị Diện, gùi nó không vô. Dạ. Mà chị có che cái miếng vải này phải không? Dạ. Gùi không vô. Đây nhìn rất là đẹp luôn. Anh Thợ gì thì cái quán này là anh nối từ mí này ra phải không anh? Dạ, nối từ mí này ra luôn. Dạ. Đã, cụ thể là xong hết rồi hen. Dạ. Vậy là anh đặt cái máng này hả? Dạ, đặt cái máng này đi xuống đó. Máng này cho nước chảy xuống đó hả? Dạ. Anh ơi, thì có một số cô chú khán giả cũng nói là mình làm cái máy sao mình không làm mà cái máy nó chuối xuống dưới luôn, mà sao làm như vậy, có kiêng kỵ gì không? Dạ không có kiêng kỵ đâu, với cái máy mình chuối xuống dưới đó ra ngoài lộ thì nó thấp, nhưng cái lộ mình nó cao hơn cái nền nhiều lắm. Vậy hả? Dạ, nếu mà mình làm chuối xuống luôn thì nó thấp, mình đứng trên lộ mình dòm thấy cái mái nhà không à. Vậy là do cái lộ nhà chị Diện cao phải không? Dạ, lộ cao. Thì em thấy gì cũng được, cái làm như vậy nhìn thoáng hơn. Nếu dạ, mà đại khái mình nhìn từ từ phía ngoài này vô thì nhìn cái quán rất là khang trang luôn cô chú anh dạ, chị. Thì em chỉ hỏi vậy thôi, tại vì khán giả hỏi thì em phải hỏi cho kỹ. Dạ. Bây giờ mình đứng như vậy thì nhìn thoáng hen. À, dạ, thoáng luôn. Quán là sạch sẽ luôn. Vậy là chắc hết chân ha. Cái này anh hàng giùm cho chị Diện hả? Cái này mình tiện hàng, quá ha. Hàng giùm đặng để máng áo mưa, máng bánh tráng này kia luôn. Dạ. Thì tốt quá. Chị Diện ơi, sáng giờ bán áo mưa có được cái nào không? Dạ hả? Anh Thợ ảnh làm cho cái này thấy tiện không? Dạ tiện. Anh hàng cho máng đồ. Dạ, tiện không? Dạ. Sáng giờ bán áo mưa được không? Được. Nay trời mưa bán được áo mưa. Cũng 5 cái sáng 5 cái ra hả? Cũng ghé mua. Rồi sáng giờ buôn bán cũng được hả? Dạ. Bán buôn bữa nay thì bán đỡ hơn. Rồi. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ vô trong đó mình giao lưu đi rồi chút xíu cho em thưởng thức cái gì bữa nay có. Có món gỏi cuốn nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? Bún nước lèo. Vậy hả? Dạ. Với chả, dạ, chả cá. Chả cá hả? Dạ. Chả cá của mấy đứa trẻ nhỏ hôm trước em có trở về tuổi thơ hết bữa đó. Dạ. Rồi bán cái này là bán được không, trái cây nè? Bán cũng được bình thường vậy đó. Vậy hả? Dạ. Thì buôn bán mà sạch sẽ gì là người ta mua nhiều lắm á. Dạ. Rồi từ khi có cái tủ là thấy sao, thấy đông khách hơn hả? Thấy đông khách hơn trước. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ mình vô đây mình ngồi đi rồi bắt đầu mình trò chuyện với anh Thợ để mà trao tiền luôn. Chị Hoàng ơi, em mời chị ngồi chơi nha, lâu quá rồi không gặp. Rồi em chào chị Diện nè, hôm nay thì tình hình buôn bán của mình thế nào? Dạ cũng bán được. Bán được ha? Dạ. Thấy mấy bữa nay rồi thấy tươi hơn nè, như là bán đắt đó, đẹp gái gai sao á. Dạ. Ủa rồi có một số quý khán giả nói là
Hoàng Xanh giúp cho chị Diện nhiều, quý khán giả giúp cho nhiều rồi, vậy thôi giờ kiếm chồng cho chị Diện luôn á. Hay khán giả nói gì ghẹo thôi thôi dạ. Rồi là cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị comment thì Xanh nói lại chị Diện mắc cỡ quá trời kìa. Rồi vậy thì cái quán mình á là được anh Thợ anh làm khang trang rồi đó, được cô Hương được giúp đỡ cho chị á, rồi thấy cái quán thế nào? Dạ đẹp, vừa thấy không? Sáng nữa, vừa thấy tiện nữa. Tiện luôn không? Dạ. Rồi cái tủ đó thì chị bán được 3 ngày phải không? Dạ. Rồi cái tủ buổi tối chị đẩy vô nhẹ không cái tủ? Nhẹ. Nhẹ hả? Dạ. Rồi giờ cái tủ này cái ngày hôm đó em nói với anh Thợ kêu vô mua dùng á, lúc đó là chở tủ tới chị có bất ngờ không? Bất ngờ rồi sợ luôn. Sợ sao sợ? Sợ tại vì anh Thợ kêu mà mình không hay á. Không hay hả? Không hay rồi tưởng ủa kêu lợi của rồi. Ai hả? Dạ không hay. Rồi đưa tới rồi lưỡi không có tiền trả. Hả? Không có tiền trả. Rồi cái máng xối này nè, em hỏi nè là anh Thợ anh thiết kế là từ đó chảy xuống đây á, rồi cái mình có bị giọt gì không? Dạ không. Không có giọt hả? Dạ. Vậy là nước chảy xuống hết chảy trơn ha. Chảy xuống hết trơn. Wow, khang trang quá. Chị Diện ơi, thì mai mốt em chỉ nè, chị làm cái miếng ga, miếng cao su gì đó. Dạ. Chị che mấy bên đó lại đi. Dạ. Nhưng mà đại khái tổng thể là cái quán mình rất là thoáng không? Dạ thoáng. Thoáng luôn. Rồi. Vậy thì bây giờ thì trước tiên em ủng hộ cho chị, bữa nay thấy chị buôn bán cũng nhiều quá, lát em ăn gỏi cuốn này là món em thích nè. Dạ. Rồi xong cái em mua trái cây ủng hộ. Dạ. Rồi anh Thợ bữa nay mình ủng hộ chị Diện ha. Dạ. Và trước tiên thì mình sẽ đọc tên cô Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chị Diện đi. Xanh cũng thay mặt chị Diện xin gửi lời cảm ơn đến cô Hương ở New York rất là nhiều. Cô ủng hộ cho chị Diện là 400 đô, là đã được 9.240.000 đồng. Và một chị Mạnh Thường Quân cũng gửi thêm nữa là chị Đẹp Nguyễn ở Úc, chị ủng hộ cho 1.700.000. Thì tổng số tiền của chị Diện nhận được là 10.940.000. Thì hôm nay thì Xanh sẽ trả cho Thợ là tiền nhà này là 7 triệu anh. Dạ 7 triệu. Rồi cái tủ đó là bao nhiêu? Cái tủ 3.4 triệu. Rồi 3.4 triệu nữa thì 10 triệu tư anh ha. Dạ. Rồi 10.4 triệu bây giờ thì em sẽ thanh toán cho anh. Kính thưa tất cả cô chú anh chị quý khán giả và Mạnh Thường Quân thân mến, tiền hỗ trợ này là tiền của cô Hương ở bên New York, cô hỗ trợ với lại của một chị tên là Đẹp Nguyễn ở Úc. Thì bây giờ thanh toán cho Thợ là 10.4 triệu anh ha. Dạ. Anh kiểm tra giúp em. Rồi, đủ 10.4 triệu. Dạ, dạ, dạ. Rồi cho em hỏi là khi mà hợp đồng làm quán á, thì mà nghe là em nói là tiền hơi thiếu á, cho nên mình san sẻ để mua được cái tủ. Dạ. Thì lúc đó thì làm như vậy á, rồi có bị thiệt hại gì cho anh không? Không có đâu. Không. Dạ. Tại vì mình làm cũng Hoàng Xanh nói vậy thì anh cũng làm dạ. Được. Hết tại vì khán giả thương anh á, thì cũng sợ anh làm thiếu như là bị... Bị thiệt thòi cho anh á. Thiệt thòi, không có thiệt thòi đó. Dạ, dạ rồi, vậy thì đủ 10.4 triệu ha. Rồi, chị Diện ơi, thì số tiền của cô Hương ở New York với chị Đẹp Nguyễn ở Úc là hỗ trợ cho chị á, thì em có trả cho Thợ hết 10.4 triệu rồi. Thì bây giờ còn lại số tiền là 540.000, em sẽ trao cho chị luôn. Đây, 540.000 ha, chị kiểm tra giùm em. Đủ hả? Làm quán này còn dư tiền nữa. Dạ. Rồi thì thật sự là Xanh cũng rất là vui khi mà các cô chú Mạnh Thường Quân rất là thương chị Diện, rất là thấy chị Diện làm ăn như vậy rất là thương chị Diện, rất là nhớ chứ là giúp chị Diện hết mình như vậy, giống như một cái sự chấp cánh cho chị Diện. Nó tính tiền đi, tính tiền chị Diện, tính tiền đi rồi nói chuyện. Rồi anh Thợ thì mấy hôm nay thì anh đi làm cái nhà mấy nhà bên kia em giao cho anh làm ok chưa? Dạ cũng sắp ok à, còn ngày mai nữa là ok hết. Mới là ok hết hả? Dạ. Xong hết hả? Dạ xong. Rồi, cô chị Quang nè, mấy hôm nay buôn bán được không? Lai gai. Lai gai hả? Rồi chị qua chị phụ chị Diện sao mà hôm nay không bán thôi mà qua sớm? Bán về sớm. Bán về sớm hả? Dạ, rồi bữa nay chị thấy quán của cô Hương rồi một chị ở bên Úc giúp đỡ thì chị thấy thế nào? Chị thấy vui không? Mừng cho chị. Quán này đẹp không chị? Đẹp, các cửa đẹp. Đẹp không? Bây giờ là... Có cái tủ đẹp nữa. Tủ đẹp luôn không? Dạ. Thì em cũng thấy chị Diện rất là chịu khó buôn bán luôn á. Rồi mấy bữa nay mình buôn bán là bán được đều không? Bán dạ, doanh thu nhiều không? Giống bán, như là... như là mình làm quán thì nó bán đỡ hơn nữa. Bán được hơn dạ, nữa bán được hơn. Tại vì cô nói là mình giống như là mình...
mình chủ lực gì một cái món nào đó là cái như là cái đặc trưng của mình đó, mình bán được á thì mình cứ bán món đó, cho tập trung đi một hai món thôi, chủ lực thôi, chứ không nhất thiết là phải nhị bài nhiều món quá. Giống như là bún nước lèo là cũng là chị nấu ngon nè, rồi bây giờ gỏi cuốn nữa, rồi như vậy thì chị cứ phát huy hen. Rồi có bán thêm gì nữa không? Dạ bán, rồi mua trái cây bán thêm á. Dạ hả? Dạ. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ thì em cùng với anh Thợ sẽ ủng hộ cái bây giờ này có món gì, có gỏi cuốn hả? Dạ gỏi cuốn với còn bún nước lèo. Dạ hả? Dạ. Rồi vậy thì bây giờ ăn gì ta? Anh ăn gì anh Thợ? Gỏi cuốn cũng được. Gỏi cuốn. Dạ, xin nói cảm ơn hai cô á. Dạ. Đã giúp đỡ năm mẹ con số tiền, người làm quán thêm, người có cái tủ buôn bán ngày đắt hơi. Xin chúc sức khỏe cô hai người cô là được mạnh khỏe. Dạ. Thì thật sự là thế này nè chị Diện, lúc đầu á thì cô Hương ở New York á cô gửi cho 400, rồi em nói thì vừa làm quán vừa mua tủ nữa thì không biết có đủ không, nhưng mà em để em kêu anh Thợ làm cho tiết kiệm chút xíu. Dạ. Nhưng mà sau đó thì cô cũng có nói, cô nói là Sanh ơi nếu mà thiếu á thì nói với cô cứ mua tủ cho chị Diện cho sáng láng, cho nó bự chút xíu. Dạ. Để bán cho nó thoải mái, cho nó đâu ra đó đi, để nó cái tủ có chút ép, là giống như trò chơi trẻ em quá. Cho nên thì cô nói là cứ làm đi, nhưng mà cũng may mắn thì cũng được một chị tên là chị Đẹp Nguyễn ở Úc này, chị ủng hộ thêm 1,7 triệu nữa thì đủ rồi. Thì thật sự là rất là chân thành cảm ơn cô với cảm ơn chị Đẹp Nguyễn rất là nhiều. Rồi vậy thì chị Hoàng ơi, chị ăn uống gì chưa nè? Ăn rồi. Rồi hả? Vậy thì bây giờ chị làm cái gì, gỏi cuốn đi ha. Dạ. Gỏi cuốn đi, rồi bây giờ mình thưởng thức gỏi cuốn. Bây giờ mời tất cả các chú anh chị với khán giả cùng với Sanh với anh Thợ sẽ cùng thưởng thức gỏi cuốn. Rồi bữa nay có dừa không? Dạ dừa. Chị có. Chặt dừa đi. Dạ, nhé. Dạ. Rồi mời cô chú anh chị cùng với Sanh thưởng thức nha. Cô chú anh chị ơi, chị Diện bán trái cây nào là quýt nè, rồi củ sắn nè, rồi hồng giòn, rồi thanh long nữa. Chị Diện ơi, sao mà chị bán toàn là món em thích không vậy? Không biết nữa, tại lấy lại bán. Tại vì chị biết sao không, gỏi cuốn em cũng thích nè, rồi bún nước lèo nè, tại vì mình ăn nhanh á, món ăn nhanh mà nó cũng ngon á. Dạ. Rồi thêm cái là em thích ăn trái cây, chị biết sao anh thích ăn trái cây không? Dạ chắc chú Sanh ăn trái cây cho đẹp da. Đúng rồi, chính xác. Tại vì cũng nghe người ta nói mình ăn trái cây nhiều cũng da cũng đẹp. Đúng rồi. Rồi trái cây như vậy á, rồi có khi người ta ăn bún nước lèo xong cái người ta mua trái cây đem về đó chị. Đem về gửi con hay gì đó. Rồi quán mình cặp đường như vậy á, rồi người ta đi ngang người ta mua nước mía có phải tiện không? Dạ tiện. Là em đoán dạ, đúng không? Dạ đúng. Đúng luôn. Bây giờ thì em ăn gỏi cuốn trước đi chị Diện ha. Gỏi cuốn. Bây giờ em với anh Thợ ăn đi rồi một lát qua anh ăn sao. Rồi khi mà có cái tủ này á là cảm giác là gùi đâu có vô được phải không? Dạ. Quên nữa, cô Hương có nói là cô Hương với các cô chú Mạnh Thường Quân cũng nói với khán giả, nó nói là khi nào mà hết dịch á, nếu mà có về Việt Nam chơi á thì sẽ tới đây ủng hộ chị Diện á. Chị Diện có muốn tiếp đón không nè? Dạ rất là vui, rất là hạnh được đón luôn á. Mừng luôn á, năm mẹ con gùi được cái tủ như vậy là bán thấy đỡ hơn nữa. Cái tủ này bây giờ cũng ngang bằng em rồi. Cao ráo thấy. Nhưng mà nhìn tổng thể từ bên ngoài vô thì rất là đẹp luôn. Dạ rất đẹp. Sáng ha. Sáng. Đó, như vậy là rất là sạch sẽ luôn nè. Chú anh chị ơi, hôm nay tới nhà chị Diện, quán của chị Diện rất là khang trang luôn. Mừng. Rồi sáng giờ gỏi cuốn này bán được nhiều không chị Diện? Bán cũng được. Cũng được hả? Ta cũng mua lần 20. Dạ, mua đem về luôn hả? Mua đem về, người ta ngồi ăn cũng có nữa. Dạ. Chị làm cũng thấy ngon quá trời, hấp dẫn quá. Thôi bây giờ mình mời cô chú anh chị với khán giả đi anh Thợ. Bây giờ mình mời khán giả luôn. Chị Quang. Ăn đi. Cô chú quý khán giả. No. Bây giờ thì Sanh mời cô chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Quân sẽ cùng với Sanh tiếp tục thưởng thức gỏi cuốn của chị Diện nha. Trời ơi, tự nhiên cái hai người ăn cái ngồi nhìn cái sao không? Tại ăn rồi. Ăn rồi, chị Quang ăn chưa? Ăn rồi. Dạ, mời cô chú anh chị nha. Chú Sanh ăn nhiều nhiều đi, nó sức khỏe. Ngon quá. Dạ. Cái này nó hương vị nó khác hơn trước không ta? Nó có tép nữa hay gì vậy? Thì làm như cũng giống trước đó, dạ. Tép rồi thịt heo rồi bì đó. Hay là lâu ngày quá không ăn á, giờ muốn quên hương vị à, mà ngon quá. Người ta ăn ta cũng khen ngon vậy á. Khen không? Dạ, đừng nói ăn dừa, nước mắm làm ngon á. Nói thịt này kia làm dừa miệng. Nói vậy á. Giỏi quá. Bây giờ á, còn qua giúp đỡ thì còn được ăn của chị Diện, sau này em cũng mong là lâu lâu đi sẽ có dịp đi ngang đây á, ghé ủng hộ chị Diện ha. Nếu mà đi ngang đây thì chú Sanh vô dùng bình thường có gì đâu.
Khỏi cần lấy tiền đâu. Vừa Tết này làm chị định gì, mấy ngày Tết chị có định bán hay là chị nghỉ? Bán hoài á. Tết bán còn đắt hơn nữa. Dạ hả? Dạ. Tết người ta hay đi dạ. Chơi Tết đó chị. Vì bạn đi chơi Tết rồi bà con mình cũng về đó. Ta đi rồi mình bán xác lộ vậy chắc tiện hơn nữa. Nhưng mà em thấy không? Chắc là chị Diện phải mua thêm một bộ ghế nữa đúng không chị Hoàng? Dạ. Mua thêm một ghế nữa. Mua chứ, tại vì sân này còn rộng mà mình mua thêm bộ nó mới thấy nó, người ta vô người ta thấy tiện hơn nữa. Dạ. Quán sạch sẽ quá cô chú anh chị ạ. Hình như là chị Diện có trà tắc không? Dạ có. Tại vì em thấy có cái ly trà tắc có, kìa. Có trà tắc rồi, có pha cà phê, cũng có đủ thứ. Rồi đã gì? Rồi không có trà sữa, trà sữa thì không có bán. Thôi mình bán món nào chủ lực dạ. Của mình thôi. Nhưng mà anh chị ngon quá trời luôn nè. Xanh cũng rất là mong có dịp cô chú anh chị biết khán giả sẽ cùng với Xanh tới ủng hộ chị Diện. Nếu mà cô chú anh chị biết khán giả Mạnh Thường Quân nào có muốn tới đây nhà chị Diện để mà cùng với Xanh để mà thưởng thức ủng hộ chị Diện á, Xanh sẵn sàng luôn á. Tại vì ngon thật sự chứ không phải là review rồi khen chị Diện đâu. Tại vì dở thì phải nói dở, ngon thì nói ngon. Chứ bây giờ nếu mà chị làm không ngon các em cứ khen hoài rồi dạ. Chị không cải thiện được dạ. Đúng không? Thì chú Xanh mời cô chú với khán giả Mạnh Thường Quân lại là rất mừng á. Dùng ăn dùng cho biết ngon hay nói, nó ngon nói có đúng dở, không dở. Dạ ngon hen, mà dừa luôn nó không cay anh Dư. Mà nếu người nào muốn dùng cay thì phải thêm ớt. Dạ chị cố gắng như vậy á thì chắc hẳn là quý cô chú Mạnh Thường Quân với khán giả rất là thương chị á. Dạ. Thương chị nhiều lắm á, rất là ủng hộ chị luôn, tại vì sự nỗ lực của chị á. Dạ không mệt mỏi luôn. Người con chị nó thật khỏe chưa chị? Sáng đi tái khám bác sĩ nói cho uống thuốc 3 ngày thấy nó còn yếu. Dạ hả? Quán đẹp quá trời luôn à. Nhờ cô chú thương vậy mới năm mẹ con được vậy á. Cảm ơn cô chú nhiều á. Dạ. Chúc sức khỏe của chú lúc nào cũng mạnh khỏe hết trơn á. Chứ không có cô chú là không có được như ngày hôm nay đâu. Dạ. Rồi chú Xanh là người cầu nối nữa. Ừ. Rồi chị Hoàng á, chị Hoàng á, người đầu tiên á, dẫn chú Xanh lại. Rồi chú Xanh mới tới cô chú Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm á, trong ngoài nước mới biết năm mẹ con vậy vậy á, mới giúp đỡ. Chị Hoàng ơi, khán giả cũng muốn em hôm nào á, tới nhà chị, thăm nhà chị có muốn tiếp đón không? Hả? Phải thiệt á, thiệt mà. Ngại không chị? Thì cô chú khán giả rất là thương chị á, thấy chị nhiệt tình giúp đỡ cho chị Diện á, thì cũng muốn qua thăm chị, rồi thăm anh Thợ nữa nè, cũng rất là muốn tới luôn. Ngon quá cô chú anh chị ơi. Cái này là kêu bì cuốn chứ không phải là gỏi cuốn đâu phải không? Không, bì không? Cuốn là không. Cái này có bì, có bì với tép, với thịt, tép, thịt rồi thính dạ. Rau rồi cái này chị rửa bằng muối không, có rửa dạ, nước muối rửa nước muối dạ. Rửa ba nước là bóp nó ra, tại vì bắp cải thường thuốc nhiều á. Đúng rồi. Rồi mình cũng ăn nữa, rồi biết khách như khán giả người ta lại ăn rồi khách á. Nếu mình không làm kỹ sợ mốt người ta ăn bị đau bụng. Dạo này có nhiều khán giả mà xem kênh mà qua ủng hộ không? Dạ cũng có. Có hả? Dạ. Dạ. Xem qua kênh đó bắt đầu qua đây thấy dạ, chị. Dạ qua đây rồi dùng bún này kia đó. Dạ. Bình thường thì mình bán buổi sáng mình bán từ mấy giờ tới chiều tới mấy giờ mới nghỉ, ví dụ từ bán từ đây tới mấy giờ chiều lắm. Như bán bún thì tới khoảng cũng 12 giờ nhầm ngày nha, như bữa nay thì hết sớm. Là 10 giờ. Mà thường là cũng 12 giờ mới hết. Nhầm khi 12 giờ mình hết rồi 1 2 giờ có người ta lại vô hỏi hết bây rồi. Bây giờ thấy còn mấy tô bún kìa. Mới lấy thêm đó. Mấy tại thêm sáng hết 3 kg rồi. Dạ. Dạ. Thì bán một ngày được mấy ký? Nhầm khi 3 kg, nhầm khi 4 kg rồi 3 kg cũng có nữa. Dạ. Vậy á. Nhưng mà chị kèm theo cái này. Dạ, kèm theo cái này. Gỏi cuốn. Dạ. Người dạo này có nấu bún curry không? Như là 2-3 ngày cũng nấu. Nấu lần. Có ăn không? Nó xe kia người ta cũng hỏi. Uh-huh. Nhưng mà nó người ta thích bún nước lèo hơn. Uh-huh. Dạ. Ngon thật. Chị biết sao không? Tại vì cô chú Mạnh Thường Quân giúp cho chị rất là mừng khi mà chị buôn bán sạch sẽ. Rồi chị nấu đồ ăn ngon nữa. Nhưng mà lúc trước là giả sử như là cô chú không có giúp mình rồi chị có định là sau này chị mở cái quán ăn không? Dạ chắc chưa, không mở đâu, tại vì con mình nhỏ nhỏ nó rồi mình đi làm mướn á, chắc dẫn con thứ hai đi làm mướn rồi. Dạ. Không có buôn, tại vì đâu có tiền đâu mà làm quán được vậy. Mình không có khả năng ha. Dạ không có khả năng đâu.
con nó còn ăn tuổi học nữa, rồi nó nhỏ nhỏ nữa. Ừ. Bây giờ ổn định rồi ha. Dạ, ổn định được cô chú giúp. Mỗi ngày, mỗi ngày thu nhập đều đều. Dạ, đều đều. À. Thì giúp thì phải giúp cho cái cần câu để làm ăn chứ đâu phải, nếu mà giúp, nếu mà chị Diện không chịu khó làm ăn thì cô chú rất là thất vọng. Dạ. Và bản thân em cũng khó xử nữa. Dạ. À. Cô chú cho vậy mà không biết làm ăn nữa, không biết làm sao á. Uh-huh. Mình con nhỏ chứ mình đi đâu bây giờ, nếu mà đi thì tội nghiệp con nữa, không ai lo cho nó nữa. Uh-huh. Rồi được vậy trời ơi, mừng quá nó trời. Nó bỏ học hả? Dạ, rồi bỏ học nữa. Rồi mấy bữa nay có đi lấy cái tiền mà nhà băng gửi không? Lấy chưa? Chưa, chưa. Chưa hả? Dạ. Wow. Vậy là không có thiếu thốn để mua đi lấy luôn hả? cũng có thiếu thốn nhưng mà để đi, chừng nào 3 tháng lấy là cũng được. Vậy hả? Dạ. Đúng rồi, chị giỏi á. Dạ. Vậy thì mỗi ngày chị buôn bán này chị nuôi con đắp đủ đủ không? Dạ. Đủ không? Đủ. Đủ rồi, nửa tiền đó mình dư mình để mình dạ, cho nó đi học. Cho đi học. Dạ. Cô chú anh chị ơi, chị Diện được gửi cái số tiền hôm trước mà Xanh với chị Diện đi gửi nhà băng á, để mà có tiền lãi á, nhưng mà chị Diện không có dùng tới, chưa có đi lấy nữa 3 tháng rồi. Thì chị Diện có chia sẻ là để lâu lâu mới đi lấy, tại vì mỗi ngày buôn bán thì đủ đắp đổi trong gia đình rồi. Chị Diện bây giờ nghe cô chú là hết dịch á, khi nào mà có vaccine á sẽ về Việt Nam mình chơi á. Rồi quý khán giả rồi đó, tới đây chị có cho muốn là đãi món gì cho cô chú không? Bây giờ bật mí có cái gì sẽ cho cô chú vui nè. Dạ, thì cô chú Lợi thì đãi hai món này đó. Món này, hai món này thấy cũng ngon. Món này mình, là món đặc trưng dạ, đúng không? Món đặc trưng làm có... làm từ như là khách ta cũng thích ăn đó, mình làm vậy chắc cô chú cũng thích. Vậy hả? Dạ. Là hai món này là đặc trưng á. Em thấy em thích rồi đó. Dạ. Thì nếu mà cô chú thích món khác thì chị có nấu không? Nấu. Nấu. Dạ. Còn không thì hai món chủ lực. Dạ. Là đặc trưng của chị đó là đặc sản của quán chị là gỏi cuốn bún nước lèo. Nước lèo. Dạ. Ngon quá. Ngon hả? Ngon quá. Rồi. Rồi. Ủa hả? Trời bữa nay mát á chú Xanh. Mát. Uống vừa vô là mát nữa. Chị Hoàng ơi, rồi mấy hôm nay chị buôn bán được không? Đây gai nè. Đây gai hả chị? Rồi chị có thường xuyên qua thăm chị Diện không? Cũng vài ngày. Vài ngày mới qua hả? Dạ, lâu lâu cái qua thăm. Nhưng mà cái bữa chị qua chị thấy quán chị Diện gì á, chị có bất ngờ không? Bất ngờ luôn. Bất ngờ luôn, cái bữa mà qua là tự nhiên thấy quán lối ra. Rồi chị có hỏi chị Diện là ai làm không? Có hỏi. Hỏi là biết em phải không? Chị Hoàng có nghĩ là ngoài ra chị Diện sẽ tự làm được không, hay là nghĩ là chỉ có được, chỉ có Mạnh Thường Quân giúp mới được? Nghĩ là chắc Mạnh Thường Quân giúp á. Dạ. Chứ chị Diện đâu có khả năng làm. Dạ. Có quán rồi tối đó sao, ví dụ thấy có quán rồi có tủ nó, chắc là mấy bữa hôm nay chắc là đang lần phải không? Dạ. Đang như là mừng trong lòng lắm. Người ban đêm ngủ cứ thấy cười bà thấy, dạ, thấy như là mình mừng á. Dạ. Được cái quán gì nữa chị. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ, rồi hàng xóm ở đây người ta có thương chị Diện, có ủng hộ? Dạ, có. Người ta thấy rồi người ta mừng, người ta nói trời ơi, mình được vậy là tốt quá rồi. Dạ. Chúc mừng cho năm mẹ con mày được cô chú giúp đỡ vậy là quá trời. Dạ. Nói vậy á. Quán đẹp quá chị Diện. Dạ. Chị thì bây giờ thì một chút xíu nó cho ông anh nó ủng hộ cho chị ha. Bây giờ trước tiên chị em mua trái cây ủng hộ cho chị đi. Anh Thới. Bây giờ ăn cái gì ta? Ăn quýt đi. Ăn quýt đi. Quýt ký nhiêu chị Diện? 30. 30 hả? Dạ. Rồi cân cho em đi. Lát cho ông anh nó trả tiền cho. Tới bự đi nè. Bốc đi, bốc đại đi, bốc cái trái nào ngon ngon á chị Hoàng, lựa giùm em chị Hoàng. Chị Hoàng lựa đấy chị Hoàng. Anh thợ ăn gì? Thanh long hả? Dạ. Em ăn quýt. Quýt này nè, quá trời này ha. Ngon quá ha. Ngon tươi á. Quýt này quýt vườn sao á chị Diện? Quýt dưỡng. Dạ. Tươi quá trời của chú chị. Bây giờ review thử trái ngon không? Thử đi chú Thanh, thử thoải mái đi. Có gì trừ trong đó luôn không? Không đâu. Cô chú anh chị ở miền Tây là trái cây rất là nhiều luôn á, rất là phong phú luôn. Ủa là ngọt ngay luôn á. Ngọt ngay đó chị Diện. Dạ. Lấy em 2 kg thôi. 3 kg. 3 kg hả? Thôi lỡ lấy 3 kg luôn. Này ủng hộ cho nhiều nhiều nha. Rồi anh Dư mua gì? Thanh long, thanh long 2 kg đi. Một bọc nhỏ, bọc bự đây.
2 kg thì bỏ 2 bịch cho ảnh cũng được. Có một bữa nếu có một bữa. 2 kg 6 à? 2 kg 6. Với chẳng 3 kg đi, bữa nay ủng hộ cho chị Diện hết luôn. Nhân ngày mừng cái quán của chị Diện. Diện ơi cố gắng lên nha. Dạ. Gắng lên nha. Em cũng hy vọng là em với anh Dư ủng hộ chị á, chị sẽ được mua may bán đắt hoài luôn chị Diện. Dạ, cảm ơn chú Xanh nhiều. Dạ, trái cây ngon quá trời luôn. Bao nhiêu tiền chị Diện? Cái này 45 ngàn. Cái này bao nhiêu? 3 cây 45 ngàn. Rồi cái này bao nhiêu nữa? 90. 90 với lô 45 là nhiêu chị Hoàng? 135. 135 rồi dừa với cái kia nhiêu? Dừa bao nhiêu? Dừa 20 ha. 20 rồi cuốn bao nhiêu? 30. 30 là 50. 50 cái là nhiêu? 60. À, 9 lạng chục. Đâu có, cái này 135. 135 với 50, 185. 185 hả? Dạ. 185 vậy là thiếu rồi đó. Rồi anh Thợ, em đưa em trả cho 150 cho anh thêm mấy chục được rồi. Lấy 150 được rồi. Thôi thôi, không được. Không được. Là bao nhiêu, lấy bao nhiêu? 185. 185 phải không? Vậy thì anh Thợ trả 35. 35 thôi, rồi em trả cho 150. Đó. Dạ. Rồi. Thôi 15 nha. Ủng hộ cho chị Diện hen, cố gắng lên hen. Dạ. Cảm ơn chú Xanh với anh Thợ nhiều. Rồi, kính thưa tất cả các chú anh chị, thì tới đây thì Xanh rất là vui khi mà chị Diện đã chịu khó buôn bán, có cái tủ vừa có cái quán khang trang như vậy. Thì cũng mong hy vọng các cô chú anh chị mình thường quân quý khán giả sẽ cùng tới đây ủng hộ chị Diện. Thì Xanh cũng sẵn sàng cùng với các cô chú anh chị tới đây để ủng hộ. Thì một lần nữa thì Xanh cũng xin chân thành thay mặt chị Diện cảm ơn cô chú anh chị quý khán giả là luôn theo dõi chị Diện. Chị Diện ơi, nếu mà sau này cái quán bây giờ xong hết trơn rồi, sau này em không có tới đây giúp nữa, nhưng mà em tới đây thì chị có muốn em quay cuộc sống chị cho cô chú khán giả xem không? Dạ. Muốn không? Dạ muốn, lúc dạ. nào cũng muốn hết trơn. Giống dạ. như là cái cảm giác mà em tới quay á, giống như là dạ. em đang truyền tải cái thông dạ. tin cho cô chú anh chị biết cuộc sống dạ. của chị á, chị dạ, thích không? Rồi. Thích. Thích lắm không? Dạ, thích. Rồi vậy thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. À, vậy thì bây giờ mình chuẩn bị về đi cho anh nó ăn uống xong rồi mình về luôn ha. À, chị Hoàng ơi, bây giờ thì em cũng xin phép được tạm dừng video tại đây ha. Có gì thì mình chuyển qua video của Hoàng Anh đó, cho Hoàng Anh nó ăn uống, nó ăn gì nó ăn. À, kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả và mạnh thân quân thân mến, bây giờ thì Xanh cũng xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những video tiếp theo làm thiện nguyện của Xanh. Xanh rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị quý khán giả luôn theo dõi cuộc sống của chị Diện. Thì hôm nay thì Xanh tới đây Xanh nghiệm thu cái quán rất là khang trang, cái tủ rất là đẹp, mà chị Diện thì cũng biết cách nắm bắt rất là tốt, cho nên buôn bán rất là tốt luôn, thu nhập rất là tốt. Vậy thì Xanh cũng mong sau này nếu mà Xanh có tới đây qua chị Diện thì cũng mong cô chú anh chị quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống của chị Diện. Rồi biết đâu một ngày nào đó chị Diện sẽ khấm khá hơn, cái cuộc sống của chị Diện có gì đổi mới hơn thì cũng là điều rất là đáng mừng đối với Xanh và đối với tất cả các chú mạnh thường quân quý khán giả đang xem chị Diện. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả các chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt chị Diện, chào khán giả đây anh Dư, Thợ, chị Vàng. Rồi chào các chú chị.